chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 29 tháng 5 được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Sáng Vàng TV. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung như sau. Một sự việc diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 5 trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, hướng quốc lộ 51 đi Phú Thạnh. Camera hành trình ghi lại cảnh xe cứu thương hú còi xin vượt, nhưng phía trước, một chiếc xe tải hiệu Hugo mang biển kiểm soát 60C51508 cố tình không nhường đường. Thậm chí, tài xế xe tải còn có hành vi lạng lách trên mặt đường trơn trượt khi trời đang mưa. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, dư luận đã vô cùng phẫn nộ và cảm thấy khó hiểu với hành động của tài xế xe tải. Ai cũng biết với bệnh nhân, việc xe cứu thương nhanh hay chậm ít nhiều ảnh hưởng đến mạng sống của họ. Tài xế xe tải chắc biết điều này nhưng vẫn cố tình làm ngơ rồi lạng lách trêu người, ý thức quá kém, một thành viên mạng xã hội chia sẻ. Mạng xã hội mới đây vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một em bé đang khóc lớn. Đáng chú ý, mẹ cô bé đứng bên cạnh vẫn nhún nhảy theo điệu nhạc để quay video đăng lên TikTok gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể trong đoạn video, người mẹ mặc kệ con đang khóc để mải mê nhún nhảy, không những chẳng dỗ con mà chỉ quay ra mắng bé. Trong khi đó, cha của cậu là người ghi lại hình ảnh này cũng không có động thái trấn an. Ngay lập tức, tình huống này đã thu hút sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng. Phần lớn dân mạng chia thành hai luồng ý kiến khác nhau. Nếu một số nhận định người mẹ thật đáng trách khi chỉ mãi quay TikTok, không để ý đến con trẻ, thì nhóm còn lại cho rằng đây rất có thể là một phương pháp giáo dục của gia đình họ. Cụ thể, rất đông dân mạng bày tỏ sự không hài lòng với thái độ của phần dưỡng dưng, không quan tâm con của người mẹ trong clip. Không ít người lại cho rằng đứa bé không còn quá nhỏ, nhìn thái độ của em có thể thấy em đang khóc một cách bướng bỉnh, ăn vạ. Nếu lúc nào cũng ở bên vuốt ve dỗ dành cho con nín khóc, thì trong tương lai đứa bé sẽ càng bướng hơn, rất khó chỉ bảo. Chính vì vậy, người mẹ đã tỏ ra không quan tâm để không chiều hư con. Bên cạnh đó, nhiều người lại dồn sự chú ý lên người chồng, cũng là người quay video và cho biết trong câu chuyện này, mọi người không nên ném đá mỗi người mẹ, bởi anh chồng cũng cầm điện thoại và không hề có hành động gì khác khi chứng kiến con khóc. Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip khiến nhiều người bức xúc. Theo diễn biến đoạn clip được camera ghi lại, một cụ ông đang cố gắng lên xe đạp thì bất ngờ loạng choạng, không giữ được thăng bằng nên ngã nhào xuống bể cá gần đó. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự việc, người phụ nữ bán rau cạnh đó lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, không có ý định giúp đỡ nạn nhân. Lúc sau, người phụ nữ áo trắng tiến lại gần nhưng cũng chỉ ngó vào nhìn rồi lặng lẽ rời đi. Cú ngã làm chiếc xe đè lên chân, cụ ông khó khăn trong việc ngồi dậy. Phải tới khi người phụ nữ áo đỏ chạy từ bên trong ra, nâng xe lên giúp thì cụ ông mới có thể ra được bể cá. Chỉ sau 17 tiếng chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận hơn 3,5 triệu lượt xem. Phần lớn bình luận đều chỉ trích gay gắt thái độ dửng dưng, bình thản không giúp đỡ nạn nhân của hai người phụ nữ. Nếu không có chị áo đỏ, thì không biết đến bao giờ cụ ông mới có thể ngồi dậy được. Có cần phải vô tâm đến thế không? Kể cả đó có là người lạ, nhưng nhìn thấy người ta như thế thì cũng nên giúp chứ. Đây lại là cụ già nữa, ngã đầu thế kia mà cứ ngồi nhìn, tệ thật. Cũng là con người với nhau, sao không biết giúp ông vậy? Một số cư dân mạng bình luận. Vào cuối tháng 4 năm 2020, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một bệnh nhân 40 tuổi, quê ở khu vực Đông Nam Bộ, bị vợ dùng kéo cắt lìa dương vật trong lúc ngủ say. Theo chia sẻ ban đầu, dẫn đến hành động này là do mâu thuẫn tình cảm. Đáng chú ý, sau khi cắt dương vật, chính người vợ đã đưa chồng đi cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở, rồi đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, lúc nhập cấp cứu, phần dương vật bị đứt lìa cũng đã được bảo quản và gửi kèm theo. Vị trí dương vật bị cắt lìa cách quy đầu khoảng 1cm, vết cắt rất sắc nhọn. Vì vết thương bị cắt bằng kéo, nên các bác sĩ phải xử lý vết thương, rửa phần bị đứt rời đúng cách tránh nhiễm trùng. Về mặt kỹ thuật, đây là một phẫu thuật khó, đòi hỏi các bác sĩ phải sử dụng kính vi phẫu chuyên dụng. Đồng thời, phẫu thuật viên phải được đào tạo về phẫu thuật vi phẫu thuật mạch máu. Bác sĩ Nguyễn Thành Tuân, khoa ngoại tiết niệu nhận định, sau 10 ngày hậu phẫu, bệnh nhân cũng được xuất viện với tiên lượng rất khả quan về khả năng phục hồi của phần dương vật được nói. Trong cuộc sống gia đình, chuyện xảy ra những tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, từ những chuyện nhỏ nhặt hay chuyện tài chính trong gia đình. Vì vậy, chúng ta hãy luôn cố gắng giữ bình tĩnh để không xảy ra những tình huống đáng tiếc. Vừa qua, một sự cố của một người đàn ông đang đứng hàng điện gần bình xăng và vô tình gây họa khiến cả xóm chạy toán loạn và toàn bộ quá trình được camera an ninh ghi lại gần đó. Thời điểm đó, người đàn ông đang cặm cụi hàng điện, sửa xe ba gác, vị trí hàng gần bình xăng và đúng như dự cảm của số đông, bình xăng đã bén lửa bốc cháy dữ dội. Người đàn ông quá hoảng sợ liền lấy nước dập lửa, nhưng đó là cách cứu hỏa hoàn toàn sai lầm trong tình cảnh này. Thấy đám cháy mỗi lúc một lan rộng hơn, nhiều người xung quanh đã liền bỏ chạy. Một số người thì hô lấy chăn dập nhưng không thành. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc áo đen
cầm bình cứu hỏa lao tới và dập nhanh đám cháy thành công. May mắn sự cố không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong tuần. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem được những tin tức mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.